Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách để giữ cho ớt tươi ăn được lâu, 6 tháng đến 1 năm luôn. Thì đây là một cái mớ ớt tươi mà mình mới hái ở vườn nhà mình vào. Thì năm nay mình trồng rất là nhiều, mình muốn để dành để xài chữ xài lâu luôn. Thì mọi lần mình đi chợ á, thì lúc mà mùa đông năm ngoái á, mấy năm trước mà mình không có trồng ớt đó, thì mình đi chợ mình mua một lần mình mua cỡ nhiêu đây ha, đó mà thì một vỉ ớt này nó cỡ bao nhiêu đây. Nếu mà mình để ngăn mát không á, mình bỏ vô bịch ni lông bình thường á, mình để ngăn mát á, thì mình xài được cỡ 2 tuần 3 tuần nó vẫn tươi ngon. Nhưng mà cái đầu cuống của nó bắt đầu héo á, rồi nó úng úng từ từ đó. Thì bây giờ ớt này rất là ngon, cho nên là mình muốn trữ để xài lâu. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cách mà mình sẽ trữ ớt để xài được ớt tươi từ 6 tháng đến 1 năm. Tại vì mình có nhiều quá cho nên là mình phải nghiên cứu cách để mà giữ nó lại ha, để trữ lại. Thì mình sẽ sử dụng cái bọc Ziploc này nè mọi người. Đó, nó có cái đường để đóng lại ở đây nè, đó. Đó, thì mình sẽ bỏ vào khoảng ví dụ như mình nhắm là nhiêu đây là mình ăn trong 2 tuần nó vẫn còn tươi ha. Thì mình bỏ một lần mình bỏ tủ đá xong một lần mình lấy ra thì mình xài bao nhiêu đó rồi hết rồi mình lấy nữa vậy đó, thì nó sẽ dễ hơn ha. Đây thì cái này tươi trong luôn, mình mới hái từ ở ngoài vườn nhà mình luôn. Các bạn xem ở clip ở đoạn đầu các bạn thấy đó, ớt nhà mình nhiều lắm đó. Đây và với một cái lưu ý nữa là các bạn biết sao không, ớt á, hoặc là bất cứ gì cũng vậy, nếu mà mình muốn để trong tủ lạnh á, nếu mà mình để ngăn mát mình xài á, thì các bạn nếu mà rửa thì các bạn phải để cho nó cực kỳ ráo nước, coi như là 100% ráo nước khô luôn á, chứ không nếu mà nó còn nước thì nó dễ bị úng. Thì cái ớt này mình mới hái vô, mình cũng không có rửa, cũng sạch chứ không có gì các bạn. Thì khi nào mà mình xài á thì mình lấy ra mình rửa lại rồi mình xài thôi đó. Thì mình hái vô rồi mình bỏ vô bịch như vậy luôn nè, chứ mình không có rửa ha. Đó, nó khô rang luôn đó. Bỏ vô một bịch như thế này. Đây, còn ở đây mình bỏ vô tiếp một túi nữa đó. Nói chung mình để khô ráo như vậy á thì nó không có sợ nó bị úng, nhất là mình để ngăn mát á. Còn cái này mình bỏ vô thùng đá, bỏ vô đá thì mình trữ được lâu luôn. Ví dụ bạn bỏ vô ngăn mát thì mình ăn cũng được lâu lắm, như mình nói nãy đó, cỡ được 2 tuần á là mình ăn đến hết luôn, khi hết luôn. Nhưng mà điều nếu mà cái cuốn á, nó hay bị úng bắt đầu từ cuốn đó. Còn này cho nên là giờ nếu mà mình để ngăn đá, để đông đá đó, thì khi mình lấy ra mình xài á, mình rửa là được ha. Đó, đây mình chia ra làm mỗi một bịch như thế này. Đó, mỗi lần mình xài mình lấy ra bao nhiêu đó sẽ rất là tiện luôn. Đây các bạn, còn đây là ớt mình mới lấy trong tủ đá ra đây ha. Vẫn còn tươi ngon, không có bị gì hết. Rồi bây giờ khi mình xài đó thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ rửa qua với nước, rồi sau đó mình cắt ra. Và các bạn sẽ thấy là cái ớt này nó vẫn tươi y như là ớt tươi, chứ không có cái mất đi cái mùi vị màu sắc gì hết ha. Mình rửa qua lại với nước là nó mềm liền nha các bạn. Nó mềm lại liền. Cho nên là bây giờ mình cắt vô nước mắm là các bạn sẽ thấy nè. Đó. Mình cắt vô nước mắm. Mình rửa ra là nó mềm liền nha mọi người, không có cần phải lấy ra ngoài đợi gì hết á. Đó, y chang như ớt tươi luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thích video thì nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào, bye bye.